Sáng nay, Ban tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm, Ban tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban thường vụ Thành ủy triển khai các giải pháp mới về công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và tăng cường quản lý đảng viên, bước đầu giải quyết khó khăn từ thực tiễn, phù hợp với địa phương và tạo nền tảng cho thời gian đến. Để mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, 58 đơn vị địa phương đã hoàn thành đà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ này và triển khai quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ đến. 6 tháng đầu năm, đã cử hơn 400 lượt cán bộ công chức, viên chức, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và quốc phòng an ninh. Thành phố đã kiện toàn nhân sự cấp ủy của đảng bộ trực thuộc với 16 lượt cán bộ, sắp xếp các tổ chức đảng phù hợp với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Đảng bộ thành phố đã kết nạp 484 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 61.554 đảng viên.